Chào các bạn, chào tất cả mọi người, tôi Kiến Tự Hóa đây. Ngày hôm nay tôi lại có mặt ở trong lò rèn của anh Công và tôi sẽ quay cho các bạn xem cách làm dao. Xin chào anh em nhé. Đây là cái kho thép nhíp mà anh em mình định chọn lựa đây. Thì hôm nay dẫn mọi người đi đến cái kho này. Thứ nhất về làm sao để chọn được cái thép nhíp chất lượng tốt. Đây thì đa phần đều là cái nhíp Nga, xe IFA của Nga, những cái nhíp cũ. Thì đối với những cái nhíp này ấy, thì thường thì làm theo cái mục đích. Ví dụ đối với những con dao chuyên thái này, một này, con dao chặt xương này, con chặt xương thì mình sẽ không cán nữa. Thì đối với những cái con dao mà chuyên thái thì mình, những cái nhíp như thế này thì mình sẽ phải cán ra để thứ nhất về đỡ mất công mà để tán mỏng. Thứ hai nữa là để cái vấn đề về khi mà làm lên con dao để mà nó chuẩn chỉ nhất. Còn đối với những cái mà như anh Công đang cầm ấy, những con dao mà mọi người đặt là một con những con dao chuyên chặt xương mà có thể chặt được sắt đấy mọi người ạ. Thì những cái con dao đấy thì khi mà rèn lên thì cái cân nặng nó rơi vào tầm độ 1 cân, trên 1 cân, 1 cân 2, 1 cân 4. Đối với những con dao 1 cân 2, 1 cân 4 ấy thì không thể làm cán gỗ cầm chỉ được nhá mọi người nhá. Những cái con dao đấy thì thường thì mình làm thì làm quán quấn và cán liền. Đấy, như anh Công thì đã có kinh nghiệm nhiều năm rồi trong cái vấn đề về chọn thép nhíp để làm ra những cái sản phẩm tốt. Thì mọi người cũng có thể thấy được là cách thức mà anh chọn cái nhíp nó ra làm sao. Đấy, những cái thanh nào để làm cho nó chuẩn nhất. Chào các bạn, đây là nơi để cán những thanh nhíp to, dày, để mỏng ra để chúng ta có thể rèn được một con dao. Máy móc thì rất là to và đồ sộ. Đây. Ba ly, năm ly thì đối với những con chặt xương, đấy là chặt xương bình thường đấy. Còn những con tầm độ 7, 8 ly như con dao mèo, như cái con dao chuyên chặt xương thì gọi là tương đối. Đây là xưởng lớn nhất ở trong làng Phúc Sen để cán được những chiếc nhíp to ra, làm được những loại thép mỏng hơn mà chúng ta có thể làm dao. Đây, những chiếc máy móc rất là khủng bố. Đây, dây cu loa cũng quá kinh khủng. Đây. Đây là lò. Đây, ngày hôm nay thì bên xưởng nghỉ nên là chúng tôi xin phép được vào quay. Anh Công thì đang chọn nhíp để về làm dao. Đây là sắt. Đấy, miếng mà chọn ra đám mài hết này là sắt này là sắt của IFA đấy. Đấy. Đây mọi người, sắt của IFA tết. Để tí nữa mình đấy, có cái độ hồi của nó này, màu bảy sắc cầu vồng mọi khi mình đôi thì nó hay có đấy. Đấy. Tết quá. Thường hay chọn là mình chọn cho cái này để mọi người làm những cái con dao tầm độ 1 cân 6. 1 cân 6 là cực kỳ nặng nhá. Mấy 3 cân 2, 3 cân 2 còn cái này hơn. Phải gọi là chắc tay, tay khỏe thì mới cầm được những con dao mà nặng. Thì người ta gọi là than gì anh? Than đá. Nhưng mà bên mình biết làm cái than này. Than này nhiệt cao. À, cái này chỉ dùng để cán cái nhíp về dao thôi đúng không? Anh
Cái này 100 hơn cân đấy. Sắt này thì vừa đi chọn về thì nó có cái chất liệu này nha. Xong lúc nào mà mình làm xong cái con dao ấy thì mặt dao của cái chất liệu mà làm bằng nhíp đỏ ấy thì nó có hay có cái màu đỏ đỏ này này. Đấy. Nó hay có màu đỏ đỏ. Còn mà cái nhíp xanh mà nhíp của xe đầu xe Trung Quốc ấy thì nó không có cái màu đỏ như cái xe Ifa này đâu. Và mình, lúc mà mình làm thì nó không có cái màu đỏ đỏ như này. Cái chất liệu của xe Trung Quốc ấy. Đấy, còn cái hàng của mình đây thì cái anh nhá. Anh em nào với anh thì cứ mạnh dạn liên hệ với cái anh. Đấy, xong rồi anh Công sẽ làm cho các bạn theo ý. Hoàn mi đang làm. Hai con là con bạn 10. Đấy, chờ. 22, một con bằng 12 trong 22 bản sắt. Vâng, đúng rồi. Vân Cung cầm chỉ rất là đẹp các bạn ạ. Đang làm. Một bà vịt, một cái phở, đánh phở. À, đúng rồi, một bà vịt bán sắt, một đơn nặng 0.7. Lại, có đơn chưa thấy gửi đâu. Dạ. Chưa thấy gửi, có mỗi là hai con cán sắt này kia thôi. Ừ, để thêm một cái nhà nữa này. Vậy là ngày hôm nay tôi đã giới thiệu với các bạn về tất cả những mẫu dao mới của xưởng rèn Kỳ Anh Thợ Khóa. Trên logo này tôi sẽ in là Kỳ Anh Dao Phúc Sen. Tất cả những con dao này được rèn tại làng Phúc Sen và được tôi lấy thương hiệu của mình để làm, để bán cho các bạn. Nếu có vấn đề, xin các bạn hãy liên hệ tôi. Một đổi một. Rất là ok. Tôi thì chuyên về dao bếp và dao mèo. Ở đây có dao mèo và còn có cả dao bếp. Rất là nhiều. Anh em thích dao bếp có thể xem video trước có những loại dao bếp. Hoặc là video sau đây sẽ có những cái video chuyên về dao bếp về từng con một. 0387 696 797. Cảm ơn các bạn.